Chú đã kiểm tra hai lần rồi. Kết quả vẫn y như vậy. Chú cũng mong là mình không chọn lựa cái phương án này. Chú không cần phải làm liều vì con đâu. Để cứu một mạng người thì chuyện phân định đúng sai nó không quan trọng nữa. Chú sẽ tạo vết hở trên cổ của con để nối mạch máu và dây thần kinh qua bên cái xác. Sau đó tách rời đầu con và đồng cái xác ra khỏi cơ thể. Em cứ tưởng em mất anh rồi. Tôi thấy cô quen quen, hình như mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Anh Nghĩa, cô nhầm người rồi, tôi không phải Nghĩa. Từ lúc anh rap với thân này, anh không còn là anh nữa. Nên nhớ, ca phẫu thuật này để cứu sống mày, chứ không biến mày thành anh hùng. Làm ơn dẹp bớt mà cái chuyện bao đồng ở ngoài đường đi. Nếu như bí mật này mà lộ ra, vợ con mình bị liên lụy đó. Thằng Nghĩa nó đã xuất hiện rồi, nhưng chỉ một thân phận khác. Đây là những thứ vô giá, bao nhiêu tiền cũng phải bỏ ra để có nó. Mày mà không báo công an, vợ con mày có chết thiệt á.